Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho chị em phụ nữ không có bị chồng bỏ nghe. Thì điều đầu tiên thầy muốn nói là muốn giữ được hạnh phúc là phải biết nút, muốn chồng không gái gú thì phải biết bú, muốn gia đình êm ấm không lục đục thì tối đè nó sụp. Thầy bảo đảm 100% là không bao giờ nó đi gái gú. Đó là kinh nghiệm xương máu của bà chị thầy kể lại á. Chứ người ta đè bay người ta lụm mà bay nằm êm gu. Mặc dù không sướng nhưng mà bay cũng phải giả bộ ghen đồ, ư đồ cho chồng bay nó vui. Nói làm sao mà nó bỏ đi, nó kiếm nhỏ khác đúng không? Nói lý thuyết á thì tụi con không biết. Bây giờ thầy sẽ thực hành cho tụi con coi luôn, ok không? Lắm. Cầm cái láp lên, nút thôi nghe, đừng có thọt vô cuốn họng nghe, đụng mày nghẹt cổ chết đó. Phải giỡn chơi đâu. Mình thấy vậy chứ nó lợi hại lắm đó, không phải giỡn đâu. Bắt đầu ha, cầm lên, ngậm nửa cây thôi, má nào miệng rộng thì ngậm cây cũng được. Một gang tay luôn. Cây láp này mà gang tay chịch chắc sướng lắm mà. Tới cuốn họng luôn. Phải chi nó là ăn cu thiệt ha. Khầy bú luôn.